Các bài đọc lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm 2. Năm chẵn. Năm chẵn. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Jeremia. Jeremia chương 13 câu 1 tới câu 11. Đây Chúa phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước. Và tôi đi mua dây đai theo lệnh Chúa, rồi tôi thắt vào lưng. Lời Chúa phán cùng tôi lần thứ hai rằng: Ngươi hãy cởi dây đai lưng đã mua sắm và đang thắt ngang lưng, rồi trỗi dậy đi đến Ufrate, giấu nó trong hốc đá. Và tôi ra đi giấu nó trong hốc đá như lời Chúa truyền dạy. Sau nhiều ngày, Chúa lại phán cùng tôi rằng: Ngươi hãy trỗi dậy, đi đến Ufrate mà lấy dây đai lưng ta đã truyền ngươi đem giấu ở đó. Tôi ra đi đến Ufrate và lấy dây đai lưng ngay chỗ tôi đã giấu. Nhưng kìa, dây đai lưng đã mục nát cả, không còn xài được nữa. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Đây Chúa phán, ta sẽ khiến cho lòng kiêu căng của Juda và lòng kiêu căng tột độ của Jerusalem ra mục nát như vậy. Dân xấu xa này không còn muốn nghe lời ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó và chạy theo các thần ngoại lai để phụng sự và thờ lạy các thần đó, nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này không còn xài được nữa. Và Chúa phán tiếp: Như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào, thì ta cũng đã làm cho nhà Israel và nhà Juda bám ta như vậy, để chúng trở thành dân ta, cao rao thánh danh, vinh dự và vinh quang của ta. Nhưng chúng đã không chịu nghe. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Đệ Nhị Luật chương 32 câu 18 cho tới 21. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi, đã quên Chúa đấng đã tạo thành ngươi. Chúa đã thấy và người đã nổi cơn thịnh nộ, vì con trai con gái người đã trêu chọc người. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Chúa phán, ta sẽ che giấu mặt ta khỏi chúng và nhìn xem tương lai chúng sẽ ra sao. Vì là dòng dông ngỗ nghịch và là con bất hiếu. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Chúng đã trêu chọc ta bằng thứ chẳng phải là Chúa. Đã lấy sự dối trá mà chọc giận ta. Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận. Ngươi đã bỏ Chúa đấng đã sinh ra ngươi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 17 câu 17 A và B. Lạy Chúa, lời của Chúa là chân lý. Xin hãy thanh hóa chúng con trong sự thật. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 13 câu 31 tới câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống,
nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.